lý do tại sao mà chúng ta chọn cấu trúc. Ví dụ như là bài lab của chúng ta, chúng ta sẽ có lab 7. Quay trở ngược lại lab, từ cái lab nó sẽ có một cái yêu cầu. Và đây, lab 7 nhập vào chuỗi bảy hay tám nhỉ? Hồi nãy là mình nói về tám đúng không? À, mình đang đang nói bài cấu trúc là tám mà. Rồi, như vậy đối với lại bài lớp 8, mình nhập vào mã số sinh viên, tên sinh viên, ngành học, điểm trung bình, xuất ra thông tin của từng bạn. Như vậy trước đây á, khi mà mình làm thì mỗi cái mình đều quản trị trên một cái mảng riêng. Mà bây giờ thông tin của mình có hàng trăm sinh viên, hàng ngàn sinh viên mà mình quản lý trên một mảng là mã số, 2 là tên, 3 là ngành, 4 là điểm trung bình. Như vậy 4 mảng rất là khó quản lý. Rồi giả sử đối với lại cái bài của chúng ta sắp xếp sinh viên theo điểm tăng dần. Bây giờ điểm thì sắp xếp được rồi đó. Hôm trước mình đã học mảng một chiều rồi, mình so sánh hai số là mình đã sắp xếp được rồi. Phương pháp sắp xếp nổi bột là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng mà bây giờ điểm xong rồi thì nó có mã, làm sao sắp theo được? Rất là khó. Được nhưng mà khó. Rồi còn tên nữa chi đó, còn rất là nhiều thứ nó phải đi theo. Để khi mình xuất ra thì nó phải đúng điểm đó của ai, mã số bao nhiêu, thì đó là nó phát sinh ra một cái quản trị gọi là cấu trúc. Cấu trúc như vậy thực chất á, đối với lại cái cấu trúc này là nó sẽ cho chúng ta gom nhiều cái kiểu dữ liệu lại thành một cụm, và sau đó thì mình gán cái cụm dữ liệu này cho một đối tượng nào đó, cho một cái biến nào đó, thì chúng ta gọi là cấu trúc. Ví dụ sinh viên của chúng ta có mã sinh viên, tên sinh viên, điểm. Ví dụ ba cái này thì mình khai báo được không? Được. Nhưng một sinh viên thì có cả ba. À, cho nên là chúng ta đưa vô cái stress sinh viên. Và việc khai báo khó không? Lạ, mới chứ không có, đúng không? Lạ mới chứ không có. Giống như lúc nhỏ thì chúng ta cầm muỗng, đến khi 2-3 tuổi thì bố mẹ cầm đũa. Lúc đầu cầm hơi khó, bây giờ có cảm giác cầm đũa không? Có không? Không. Bây giờ biểu ăn cơm thì cứ ngồi vô ăn thôi, chứ cũng không biết mình đang cầm đũa hay cầm muỗng nữa, đúng không nào? Đấy, như vậy thì các bạn sẽ làm đi làm lại nhiều lần, đến một lúc nào đó các bạn không có cảm giác gì hết, thì đó là mới ok. Như vậy để quản trị nhiều cái thông tin cùng lúc thì chúng ta sẽ nghĩ đến stress. Và đây là môn học cơ bản. Còn sau này các bạn phát triển lên thì người ta cũng là cấu trúc, nhưng mà không còn cái này nữa. Tại vì kiểu dữ liệu cấu trúc này nó chỉ giúp cho bạn gom lại các kiểu dữ liệu cùng với nhau thôi. Còn nếu như bạn muốn là nhập thêm sinh viên, sắp xếp sinh viên, tìm kiếm sinh viên, bạn phải viết một cái hàm riêng. Thì sau này người ta sẽ phát triển trên ngôn ngữ hướng đối tượng, thì chúng ta gọi là lớp ha, lớp. Đó là hướng để các bạn nghiên cứu. Và cái cách của chúng ta sử dụng là có cái chữ là stress, và kiểu dữ liệu mình sẽ đặt cho nó, kiểu sinh viên, kiểu hàng hóa, kiểu gì đó là tùy mình. Mình muốn quản lý và mình đặt một cái tên để tí mình gọi cho nó dễ. Đây là tên kiểu dữ liệu chứ không phải là tên biến. Tên kiểu dữ liệu. Ví dụ chỗ này tên kiểu dữ liệu là sinh viên. Ví dụ mình quản lý hàng hóa, nó có mã hàng hóa, tên hàng hóa, giá, số lượng.
Ví dụ như vậy thì mình đặt là hàng hóa. Ví dụ như là mình quản lý về nhân sự thì mình đặt cái cấu trúc đó là nhân viên, có mã nhân viên, có tên nhân viên, có số điện thoại, có chứng minh. Như vậy đó là kiểu dữ liệu, mình đang nói là tên kiểu dữ liệu. Và trong tên kiểu dữ liệu thì có kiểu biến thành phần, ha, gọi là thuộc tính. Sinh viên thì có thuộc tính là mã sinh viên, thuộc tính là tên và thuộc tính là điểm. Và mỗi thuộc tính thì nó là một cái biến mà chúng ta đã khai báo trước đây, mình đã biết trước đây. Biến đó kiểu dữ liệu giờ là gì? Nếu như nó nằm trong cấu trúc thì chúng ta gọi nó là thuộc tính. Còn nếu mà khai báo một mình, in mã số sinh viên thì nó là một biến bình thường. Thì thuộc tính cũng là biến. Nhưng mà biến nằm trong cấu trúc mới gọi là thuộc tính, còn biến nằm ngoài thì chỉ là biến thôi. Đó, nó khác về cái khái niệm để mình dễ hiểu. Như vậy thì khi mình nhìn vào đây, mình thấy sinh viên có mấy thuộc tính đây? Ba thuộc tính. Thuộc tính là mã, thuộc tính là tên và thuộc tính là điểm. Đó, sinh viên có ba thuộc tính. Rồi, đó là cấu trúc. Và khi mà chúng ta khai báo ở dưới này, phía trước hàm main, chúng ta khai báo một cái cấu trúc. Phía bên trong hàm main, chúng ta sẽ khai báo biến sinh viên một và sinh viên hai có kiểu dữ liệu là sinh viên, và kiểu dữ liệu này là cấu trúc, thì mình khai báo thêm struct sinh viên SV1, SV2. Thay vì mình khai báo in n như vậy, chỗ này thầy sẽ là struct demo. Struct demo. Đâu rồi? Ủa, new folder hả? Chưa 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 có đổi tên hả? Rồi, ok. Rồi, ở đây nếu như các bạn khai báo in y phẩy n quen thuộc không? Quen không? Quen ha. Đây là khai báo một cái biến thông thường. Biến thông thường của chúng ta. Còn nếu như bạn muốn sử dụng struct struct sinh viên. Đó. Như vậy ở chỗ này khi mà các bạn khai báo sinh viên thì mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy. Đó, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy. Như vậy chỗ này chúng ta mở ngoặc nhọn trước, enter, tự nó chấm phẩy, còn nếu không chấm phẩy thì mình phải nhớ có chấm phẩy. Và trong cái sinh viên này có bao nhiêu thuộc tính là do quyền của mình muốn quản lý cái gì, và thuộc tính đó có kiểu dữ liệu gì là gì, cũng là quyền của mình luôn. Ví dụ mình cần quản lý mã số sinh viên, đây là tên thuộc tính, mình cần quản lý mã số sinh viên. Và nếu như mã số sinh viên của mình là 1, 2, 3, 4 thì mình khai báo là gì? In. Còn mã số sinh viên của mình là BS18301 thì kiểu gì? Kiểu kiểu chuỗi, kiểu chuỗi. Nó là string 10, string 7 gì đó, là cha 10, cha 7 gì đó, là tùy mình nhu cầu của mình cái gì thì mình khai báo cái đó. Như vậy thì khi mà các bạn code đó, các bạn phải tự hỏi thử là mình đang muốn quản lý cái gì và cái đó kiểu dữ liệu là gì, được chưa nào? Như vậy mình phải xác định rõ ràng. Nếu như mã số sinh viên để đơn giản mình quản lý nó là kiểu in thì mình khai báo in. Còn có nhiều bạn muốn quản lý sinh viên mà theo PS18301 chẳng hạn, thì lúc này các bạn phải khai báo nó là kiểu char mã số sinh viên của chúng ta. Ví dụ mã số sinh viên 2 của mình là mình cho là 10 ký tự, thì lúc này mình sẽ nhập mã số sinh viên là kiểu chuỗi. Rồi, ok. Như vậy thì mình sẽ demo theo đề là mã số sinh viên là in.
chứ không phải là bất kỳ lúc nào cũng là in. Rồi, và mình sẽ tiếp theo là tên là 50. Tên 50 chấm phẩy và plot điểm. Rồi, như vậy đó là cấu trúc của một cái kiểu dữ liệu sinh viên. Như vậy hôm sau khi mà các bạn làm bài rồi, các bạn lên nhóm bài, thầy hỏi sinh viên này là gì? Các bạn nói là biến là sai. Đây là kiểu dữ liệu do mình định nghĩa. Và kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu cấu trúc. Đó là do mình định nghĩa. Và xuống đây chúng ta sẽ Student sinh viên SV 1 phẩy SV 2 chấm phẩy. Biên dịch thử xem nào. Rồi, khi các bạn có được chừng đây, các bạn nên biên dịch trước đi để xem thử có lỗi không. Mình cứ làm từ từ, nếu như mà các bạn biên dịch mà nó không lỗi thì có tiếp, còn nếu mà nó lỗi thì phải dừng lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhập sinh viên. Nhập sinh viên, chú ý chỗ này. Bây giờ thầy sẽ viết cho các bạn một cái đoạn code nhập sinh viên ngay tại hàm main luôn. Nhập trực tiếp luôn. Rồi sau đó thầy sẽ viết một cái hàm để nhập riêng thì nó sẽ hay hơn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhập nhập sinh viên một, tại vì mình có hai sinh viên, mình xuống dòng cái nhập họ tên, nhập mã số sinh viên, rồi nhập mã số sinh viên chấm phẩy scan. Phần trăm gì? Mã số sinh viên phần trăm gì? Phẩy và gì? Không được. Và gì? Như vậy, khi mà các bạn muốn khai thác đến cái mã số sinh viên này thì các bạn phải thông qua biến. Và cái này là thuộc tính thì lúc này các bạn phải chấm. Và lúc này điểm 2 chấm y, điểm 2 chấm x là một biến bình thường. Đó. Như vậy thì chỗ này sinh viên 1 mã số sinh viên là SV1 chấm mã số sinh viên. Và SV1 chấm mã số sinh viên nó tương đương với y và n mình khai báo ở trên. Nhưng mà y và n mình khai thác nó sao? Thì SV1 chấm mã số sinh viên giống y chang. Được không? Rồi, như vậy chỗ này chúng ta sẽ SV1 chấm. Thấy chấm cái nó xuất hiện ba thuộc tính không? Mã số sinh viên. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập vào gì? Nhập vào tên, nhập tên sinh viên. Tên sinh viên mình dùng gì? Scan hay là gì? Gì? Chuỗi. Get s. Rồi, get s ở trong này, chỗ này sinh viên một chấm tên sinh viên. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ nhập điểm. Rồi nhập điểm thì chúng ta dùng scan phần trăm f phẩy. Có dấu và không? Có. Và sinh viên một chấm điểm. Rồi, như vậy mình đã nhập được sinh viên 1. Tương tự như vậy thì các bạn nhập sinh viên 2.
Và bây giờ mình sẽ xuất ra thông tin sinh viên 1. Như vậy khi các bạn xuất ra thông tin sinh viên 1 thì thầy tạm mượn lại ba cái lệnh này viết cho nó nhanh. Mã sinh viên. Chỗ này không có scan nữa mà mình sẽ làm gì? Phần trăm. D phẩy SV1 chấm mã số sinh viên. Tương tự như vậy, tên sinh viên, phần trăm S, chỗ này SV1 chấm tên sinh viên. Tương tự như vậy, điểm phần trăm F phẩy SV1 chấm điểm. Và nhớ xuống dòng ba phần này xuống dòng chứ không để là nó xích nhau mình không thấy. Rồi, mình đã có được sinh viên 1, sinh viên 2. Chỗ này mình xuống dòng thêm cái nữa để cho nó dễ nhìn. Rồi, mình có mã số sinh viên. Chỗ này là kiểu nguyên 5. Nhập tên sinh viên và điểm sinh viên bị cái gì? Tên đâu? Tên đâu? Tên đâu nào? Cái này chúng ta gọi là trôi lệnh. Trôi lệnh. Lý do trôi lệnh. Lý do trôi lệnh là tại vì chúng ta scan cái mã sinh viên xong. Hồi nãy chúng ta nhập mấy? 5. Thì thực chất nó không chỉ là 5 mà lúc chúng ta nhập 5 rồi chúng ta làm gì nữa? Enter. 5 và enter. Như vậy thì cái số 5 này nè nó gán cho mã số sinh viên. Còn cái enter này nó rơi ra ngoài. Cho nên nó trở thành rác. Và lúc mà chúng ta gọi cái hàm get s nó lấy cái enter đó nó trả vào đây luôn. Cho nên nó lại xuống đây nhập điểm. Thì cái này chúng ta gọi là trôi lệnh ở trong C. Vậy thì nếu trong trường hợp mà ở trong cái slide của mình mà chúng ta chỉ nhập điểm như thế này thôi thì người ta không nói đến cái phần trôi trôi lệnh. Còn nếu cần thì các bạn sẽ xem thử là đối với lại cái tên của mình, chỗ này là người ta scan S là nó không bị trôi và chúng ta nhập không có khoảng trắng nha. Nếu như các bạn dùng scan S thì không có khoảng trắng. Vậy chỗ này các bạn thử kiểm tra trôi lệnh trong C, hiện tượng trôi lệnh trong C khi gặp cái chuỗi. Như vậy thì vấn đề là chúng ta xử lý trôi lệnh là chúng ta xử lý thế nào khi mà chúng ta xử lý trôi lệnh. Ví dụ như là chúng ta scan get get s name đây thì lệnh này chúng ta sẽ thêm thêm vào để cho nó giải phóng cái vùng nhớ đi. Đó, giải phóng vùng nhớ đi thì nó sẽ không bị trôi lệnh. Được chưa? F loop std in, tức là phần này nó sẽ giải phóng bộ nhớ cho chúng ta. Như vậy sau khi chúng ta nhập mã số sinh viên xong thì chúng ta thêm cái lệnh đó vào trước cái lệnh tiếp theo để cho nó khỏi bị trôi. Tức là
cái lệnh này nó giải phóng cái vùng nhớ nhập của chúng ta và cái dấu enter nó biến mất. Rồi chạy lại, nhập mã số sinh viên, một tên sinh viên nữa mới còn. Thì tại sao trôi lệnh và xử lý trôi lệnh như thế nào là mình đã biết rồi ha. Hôm sau về làm, quay trở ngược lại, nói cách code, cách học code. Đừng bao giờ code từ dòng 1 cho đến dòng 28. Mà nếu nhớ thì code từ từ giống như thầy, còn không nhớ thì mở video ra xem. Code từng cái một, kể cả cái phần thi, code rồi thì xóa đi, mình cũng phải làm giống vậy. Thì mình mới cảm nhận được tại sao là phải code vậy, mà tại sao phải xóa đi, tại sao phải viết lại. Thì lúc đó các bạn code nó mới giỏi được. Còn code từ dòng 1 cho đến dòng 28 chạy không? Chạy. Cấp sách lại, cấp máy lại, nghỉ. Ô, làm xong rồi. Chưa xong. Đó mới có 30% thôi. Mình học như vậy mới được 30% thôi. Rồi. Như vậy mình có họ tên sinh viên. Nguyễn Trung Trực. Ok. Điểm, 9 điểm. Và chúng ta có sinh viên thứ nhất. Mã số 1, Nguyễn Trung Trực, điểm 9. Ok chưa? Bây giờ lớp mình bao nhiêu sinh viên? 40 đi. Người muốn nhập 40 sinh viên không lẽ là lặp lại 40 cái này. Đúng không? Nếu mà lặp lại 40 cái này thì hơi kỳ. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? À, dùng hàm. Dùng hàm để nhập sinh viên, xuất sinh viên và sắp xếp. Được chưa nào? Và khi mà chúng ta có 40 sinh viên thì chúng ta khai là SV1, SV2, SV3, SV40. Phải không? Phải không? Rồi 1.000 sinh viên khai báo làm sao? Rồi 12.000, 20.000 sinh viên F-Poly khai báo làm sao? SV1 cho đến SV20.000 hả? Vậy thì phát sinh cái gì? Phát sinh gì? Phát sinh nhiều cái biến mà cùng một kiểu dữ liệu thì nó là gì? Mảng. Thì quản lý bằng mảng. Đúng không? Như vậy thì lúc này nó phát sinh. Giả sử thay vì chúng ta sinh viên 1, sinh viên 2 thì chúng ta sinh viên và gì nữa? SV. Ví dụ trăm sinh viên. Trăm sinh viên. Và lúc này chúng ta nhập thì không phải là SV1 nữa mà SV thứ thứ y nào đó. Thì nó là một phần tử của mảng. Thì cũng giống như mảng nguyên thôi. Mình cũng khai thác. Rồi. Chúng ta sẽ viết một cái hàm nhập sinh viên. Nhập sinh viên kiểu dữ liệu vào để đó. Nhập sinh viên rồi, đối với lại nhập sinh viên này mình có cần đưa vào gì không? Mình chỉ cần gọi nhập thôi. Và sau khi nhập rồi mình muốn lấy ra cái gì? Lấy ra thông tin của sinh viên. Mà thông tin của sinh viên kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu thông tin của sinh viên là sinh viên ở dạng struct. Như vậy thì kiểu dữ liệu này là struct sinh viên. Được chưa? Mình đặt vấn đề là mình cần lấy ra sau khi nhập xong. Đúng không? Như vậy cái kiểu mình lấy ra là gì? Là struct sinh viên. Rồi ok. Xuống dưới mình sẽ viết cái hàm liên quan đến nhập sinh viên. Như vậy thì nhập sinh viên mượn lại cái này. Mượn lại cái này. Được chưa? Và để chứa sinh viên thì vô đây chúng ta sẽ khai báo một cái sinh viên tạm.
sinh viên tạm SV chấm phẩy, rồi nhập thông tin sinh viên, nhập mã sinh viên SV chấm mã số sinh viên, rồi xóa bộ nhớ đi, nhập tên SV, nhập điểm SV, được không? Xuống đây mình làm gì? Nhập xong rồi. À, return sinh viên, return SV. Như vậy mình đã nhập xong sinh viên. Rồi, ở trên này mình làm tiếp cái hàm xuất sinh viên. Cũng chấm hỏi xuất sinh viên. Mình muốn xuất sinh viên. Đầu vào mình đưa gì? Muốn xuất sinh viên nào thì đưa thông tin vô. Như vậy chỗ này mình sẽ có start sinh viên phải SV. Mình có cần lấy ra không? Có cần lấy ra gì không? Không. Vô xuất là xong. Không cần lấy ra. Thì là void. Không cần lấy. Rồi bây giờ mình viết cái hàm xuất. Chỗ này n nhập sinh viên. Rồi xuống đây mình xuất sinh viên. Xuất sinh viên. Xuất sinh viên thì mình cũng làm tương tự. Mượn lại đoạn code này. Như vậy mình đã phản ánh được cái ý nghĩa của hàm chưa? Ý nghĩa của hàm, ý nghĩa đơn giản nhất là gom các đoạn code cùng mục đích lại với nhau. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đó để sử dụng. Như vậy chỗ này mình xuất cái thông tin này ra. Không phải là này nữa, mà mình là lấy cái thông tin SV này nè. Mình xuất. Như vậy chỗ này là SV, SV, SV. Được không? Rồi. Ok. Bây giờ ở phía trên này mình không nhập xuất bằng cái này nữa, mà mình sẽ nhập xuất cho 3 sinh viên cùng lúc. Ví dụ N mình cho bằng 3. Ví dụ mình hỏi là số lượng sinh viên là bao nhiêu thì mình nhập N vô. Còn bây giờ thầy cho mặc định là 3, thì chúng ta sẽ for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Quen rồi ha. Bây giờ chỗ này nhập sinh viên. Nhập sinh viên thì mình sẽ gọi hàm nhập sinh viên. Nhập sinh viên. Như vậy mình nhập sinh viên xong nó trả về cho mình gì? Một sinh viên. Vậy trả về lưu ở đâu chứ? Mình phải hứng vào đâu? Vậy lấy cái gì hứng đây? À, lấy cái SV này nè. SV thứ y sẽ bằng nhập sinh viên. Bởi vì cái hàm nhập sinh viên của mình nó trả về cho mình một cấu trúc sinh viên thì tương ứng với lại sinh viên thứ y. Rồi, nhập xong. Hết rồi á. Ba sinh viên nhập xong rồi. Thấy hàm lợi hại không? Ha. Bây giờ xuống đây xuất sinh viên. Xuất sinh viên. Chỗ này mình sẽ dùng cái hàm mình để là danh sách sinh viên xuống dòng đóng ngoặc. Rồi for y từ 1 đến n, và chỗ này chúng ta xuất sinh viên đưa cái gì vô đây? SV thứ y. Xong. Như vậy chỗ này n
3.000, 30.000 cũng được. Và mình đang làm cho 3 sinh viên. Rồi, chạy. Mình có mã sinh viên 1. Họ tên Nguyễn Thị Hoa, điểm 8. Sinh viên tiếp theo, nếu như mà các bạn muốn đưa cái số vô á thì bạn đưa thêm số để cho nó xuất ra, còn không thì mình nhập sinh viên. Ví dụ sinh viên 2 Trần Công Tử, 9 điểm. Đúng rồi, 9 điểm. Sinh viên thứ ba, mã số sinh viên là 3, Bùi Lợi, điểm 10. Như vậy, thông tin sinh viên 1, thông tin sinh viên 2, thông tin sinh viên 3. Như vậy mình nhập đến bao nhiêu cũng được. Được chưa? Như vậy mình đã nhập được, xuất được thông tin sinh viên. Được không? Vậy bây giờ nếu như mình tìm kiếm thì sao? Giống y chang như là một cái mảng thông thường, nhưng mà nó chỉ khác là gì? Thay vì mình tìm kiếm, mình so sánh trực tiếp, thì mình lấy sinh viên thứ y đó, mình chấm thuộc tính nào, mình muốn tìm thuộc tính nào thì mình so sánh thuộc tính đó. Được không? Rồi, viết nhanh một cái tìm kiếm, hôm sau chúng ta sẽ sắp xếp. Vậy lúc này chúng ta lại chấm hỏi tìm sinh viên, lại chấm hỏi. Chấm hỏi thứ nhất là vào, chấm hỏi một, cái này là chấm hỏi một, vào. Có vào không? Có gì vào không? Vào gì? Tìm sinh viên nào thì đưa thông tin vào. Được chưa? Nhưng ở đây chúng ta tìm sinh viên theo cái gì thì chúng ta chỉ cần đưa cái đó vô thôi. Ví dụ chúng ta tìm theo mã, chúng ta tìm theo tên, thì lúc này chúng ta chỉ cần đưa cái đó vào thôi. Giả sử tìm sinh viên theo mã số sinh viên. À, tìm sinh viên, mã số sinh viên, mình bỏ chữ theo đi cho nó đơn giản. Tìm sinh viên, mã số sinh viên. Rồi, vậy thì mình đưa cái gì vô đây? Mã số sinh viên. Mã số sinh viên kiểu gì? Kiểu in, thì chúng ta đưa vô đây kiểu in. Mã số sinh viên. Ví dụ như tí nữa chúng ta tìm số 3, số 5, số 7 gì đó, xem thử sinh viên này có không. Rồi, trả ra cái gì? Quay lại vấn đề của hôm trước. Chúng ta tìm, chúng ta lấy ra giá trị hay là chúng ta lấy ra vị trí? Cái nào hay hơn? Nếu như các bạn lấy ra giá trị, các bạn có biết vị trí không? Không. Nếu các bạn lấy ra vị trí, các bạn có biết được giá trị không? Biết. Vậy thì mình nên lấy cái gì? Vị trí. Thì kiểu này là kiểu in. Đấy. Vấn đề là nhu cầu là gì? Thì chúng ta sẽ phát sinh ra cái tương ứng chúng ta làm. Như vậy lúc này chúng ta sẽ đi tìm sinh viên. Tìm sinh viên. Rồi, chỗ này tìm sinh viên. Và chúng ta muốn tìm sinh viên thì chúng ta phải có biến y để chúng ta biết được là sinh viên này. À, chỉ một cái đã, phải index là vị trí. Rồi, bây giờ phát sinh nè. Tại vì cái này của chúng ta, nếu như các bạn mà dùng cái mảng như thế này là mảng toàn cục, và chúng ta chỉ xài riêng một mảng này thôi thì ok. Nhưng nếu các bạn muốn phát triển cái bài của bạn bất kỳ mảng nào mình cũng có thể tìm kiếm được, thì mình đưa thêm cái gì vô đây? Đưa thêm cái gì vô đây?
kỳ mảng nào. Vậy chúng ta sẽ hỏi nè, tìm cái mã sinh viên này ở mảng nào, mảng đó có độ dài bao nhiêu. Nó giống bài hôm trước ha. Như vậy thì phát sinh thêm phải mảng nào, start start sinh viên và search sinh viên, chỗ này là danh sách sinh viên 100.intn, tức là độ lớn của mảng này là bao nhiêu. Lý do phát sinh nhu cầu, nếu như mình viết để tìm kiếm sinh viên cho nhiều mảng khác nhau thì ok, mình sử dụng như vậy. Thì cái nội dung đưa vào của chúng ta nó phát sinh ra chút xíu. Rồi, như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Vô đây chúng ta làm gì? Nếu mã số sinh viên bằng danh sách sinh viên thứ y chấm chấm gì, mã số sinh viên, nếu bằng danh sách sinh viên thứ y chấm mã số sinh viên thì thì sao? À, chỗ này chắc mình không cần index đâu. Return y là mình đã có được rồi. Rồi, còn nếu không thì sao nữa nào? Bài tìm kiếm hôm trước, nếu không tìm thấy thì sao? Return không là có à. Trừ 1. Không là phần tử đầu tiên của mảng, cho nên return trừ 1. Sau khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta thử tìm sinh viên thứ à, tìm sinh viên thứ y. Như vậy chỗ này mình sẽ khai báo ở trên này một cái index. Xuống đây mình sẽ index bằng tìm sinh viên, ví dụ mình tìm số 3 phải trong cái mảng gì. Ở trên này mình khai báo mảng là sinh viên, mình để là danh sách đi, danh sách sinh viên, danh sách sinh viên, danh sách sinh viên xuất. Rồi, như vậy mình sẽ tìm trong danh sách sinh viên phải độ lớn là mấy, là n. Mình xem thử có không. Nếu index, nếu index mà khác gì trừ 1 thì tìm thấy không? À, thì có tìm thấy. Thì chỗ này có tìm thấy thì chúng ta xuất là đã tìm thấy sinh viên 2 chấm, xuống dòng. Làm gì nữa? Xuất ra, xuất cái sinh viên mà tìm thấy ra. Vậy muốn xuất sinh viên tìm thấy thì chỗ này là danh sách sinh viên thứ gì? Thứ index, danh sách sinh viên thứ index. Được chưa? Còn không? Không tìm thấy sinh viên. Được không nào? Như vậy mình tìm thử là sinh viên có mã là 3 có tồn tại không ha?
Rồi, ok. Bây giờ mình nhập vô sinh viên, mã này là một, tên sinh viên là A, điểm là 7, mã sinh viên là 2, tên sinh viên là B, điểm là 8, mã sinh viên là 3, tên sinh viên là C, điểm là 9. Rồi, ở đây đã tìm thấy sinh viên, thông tin sinh viên là đây. Đó, bởi vì mình tìm sinh viên thứ ba mà, thì nó ghi là đã tìm thấy sinh viên nè. Được chưa? Bây giờ mình chạy lại và mình nhập không có ba, xem thử nó có báo gì không. Ví dụ sinh viên của mình là sinh viên 7, tên 7, điểm 7. Sinh viên 8, tên 8, điểm 8. Sinh viên 9, tên 9, điểm 9. Rồi, không tìm thấy sinh viên. Bởi vì mình tìm sinh viên có mã là 3, thì làm gì thấy? Được không? Như vậy, đối với lại bài cấu trúc này, thì kiến thức của các bạn phải vững. Bởi vì nó đang nhiều cái kiến thức bên trong. Được chưa? Còn những bạn mà kiến thức chưa vững thì vui lòng từ bài 6 trở về trước nắm giúp cho thầy, nắm chắc giúp cho thầy. Được chưa? Rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện được cái bài stress, và bài này tương đối nhiều vấn đề, thì các bạn về xem lại video kỹ giúp cho thầy, làm từng bước một, chịu khó cày view giùm. Hãy subscribe.